Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Thơ MC Channel. Lộ tin nhắn Lee Song Hye-kyo bắt cá hai tay với Hoon Bin và V-Rain. Mới đây, một đoạn tin nhắn khác giữa Joo Jin-mo và Jang Dong-gun bị lộ. Một chi tiết trong đó khiến nhiều người nghi ngờ Song Hye-kyo từng hẹn hò V-Rain cùng lúc với Hoon Bin. Ngày 10 tháng 1, Nava đưa tin nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc đang là nạn nhân của một cuộc tấn công điện thoại quy mô lớn. Tài tử Hoàng hậu Ki, Joo Jin-mo và Jang Dong-gun trở thành tâm điểm chỉ trích sau loạt tin nhắn riêng tư giữa hai người bị lộ. V-Rain và Song Hye-kyo được cho là từng hẹn hò sau khi hợp tác trong phim Full House. Ngày 21 tháng 1, một đoạn tin nhắn khác được cho là cuộc trò chuyện của hai nam diễn viên tiếp tục bị tung lên mạng. Trong đó, Jang Dong-gun đã nhắc tới Song Hye-kyo và chuyện tình với Hoon Bin. Cụ thể, trong cuộc hội thoại ngày 25 tháng 6 năm 2014, Jang Dong-gun đã đề cập đến Hoon Bin, thành viên trong nhóm bạn thân của nam diễn viên. Chuyện tay ba V-Rain, Bi và Song Hye-kyo, Jang Dong-gun đã viết. Dòng chữ này khiến nhiều người nghi ngờ Song Hye-kyo đã bắt cá hai tay, hẹn hò đồng thời cả Hoon Bin và V-Rain. Tuy nhiên, tin nhắn không đề cập cụ thể đến thời gian xảy ra sự việc. V-Rain và Song Hye-kyo hợp tác trong bộ phim nổi tiếng Ngôi nhà hạnh phúc vào năm 2005. Sau đó, hai người vướng tin đồn hẹn hò nhưng hai bên chưa bao giờ thừa nhận. Năm 2008, nữ diễn viên đóng chung với Hoon Bin trong tác phẩm Work With Teen. Sau khi phim đóng máy, hai người công khai hẹn hò. Một số ý kiến cho rằng thời điểm này Song Hye-kyo vẫn còn yêu V-Rain nhưng phải lòng bạn diễn Hoon Bin. Trên mạng Internet, một số khán giả tỏ ra thất vọng về Song Hye-kyo. Thậm chí có người nghi ngờ Song Joong-ki ly hôn vợ vì nữ diễn viên khá trăng hoa. Tuy nhiên, số khác cho rằng tính chất xác thực của tin nhắn này khá thấp. V-Rain và Song Hye-kyo chưa bao giờ thừa nhận mối quan hệ của họ. Lời nói đơn phương từ phía Jang Dong-gun không nói lên được chuyện gì cả. Ảnh chụp màn hình này không có trên mạng Hàn Quốc mà xuất hiện từ Trung Quốc. Chẳng có điều gì chứng minh nó là sự thật, là một số lời bình luận của khán giả. Song Hye-kyo phải lòng Hoon Bin sau khi đóng phim Work With Teen. Trước đó, Joo Jin-mo cũng tuyên bố tin nhắn của anh bị cắt ghép, chỉnh sửa nội dung. Thông qua công ty quản lý, nam diễn viên tuyên bố khởi kiện người phát tán tin nhắn và thông tin cá nhân của anh cũng như các ngôi sao khác. Hiện, sự việc vẫn đang là quan tâm tâm điểm của khán giả Hàn Quốc. Vụ việc đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của Joo Jin-mo và Jang Dong-gun trong mắt của công chúng. Ngoài ra, trên mạng xã hội Hàn Quốc, có nhiều dấu hiệu cho thấy Hoon Bin có khả năng sẽ là ngôi sao tiếp theo bị tung tin gây bất lợi.